chơi miễn phí ở đây, ra cửa thì được con nít được cho sô cô la, chơi quay hả, mấy cái xe nhỏ nhỏ quay cũng phải xếp bánh sô cô la cho bạn papa, là cái dạng là vừa phát lên manège anh ngựa mà lại xếp hàng nha. Còn đây là chỗ chơi, biết là nó không thích chơi cái này, nhưng mấy năm trước là nó lại nó chơi. Thì tất cả những ở đây hiện nay vẫn mọi người vẫn do Covid nên mọi người vẫn phải đeo cửa. Thằng con bây giờ nó lớn rồi thì nó cũng không ham chơi lắm. Ú thành bông. Là bạc và papa xin. Hôm nay có vẻ ít người hơn. Không biết người ta sợ Covid chắc. Bên kia là trò chơi đu quay và tất cả những cái này là miễn phí nha. Rồi đây là kẹo bông đây, người cha. Và c'est bon. Kẹo bông hai mẹ con đều được có, mỗi người một cái đây. Bây giờ mình đi, bây giờ là mình với con xếp hàng đến cái gian hàng là bắp rang đây. Miễn phí là mọi người lại rất đông. Cái đắt nhất là nè, cho thành phố đây. Đông người lại. Giờ thôi mình đi ra đây mình xếp hàng lấy của họ đây. Họ đổ sữa vào đây, sau đó họ đổ cái sô-cô-la, có cà phê với trà cho mọi người uống miễn phí nữa nha. Cái thằng nhỏ mới vừa một ly. Và mọi đây là tất cả những xe kéo ngựa cũng miễn phí, nhưng mà xếp hàng thì dài lắm, mà thằng con thì nó không. Và đây là ông già Noel đây. Gói kẹo sô-cô-la. Ở đây là nó cắt sô-cô-la nho nhỏ. Mới vui vẻ, mạnh khỏe và mọi sự như ý. Bye bye. Virtual bằng kính viễn tưởng. Mình nói vậy ha. Cái này thì nó sẽ làm thể dục ha, tại nó đặt. Allez,